Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 23 khi con ngồi ăn bữa với một quan trưởng, hãy xét kỹ người ở trước mặt con. Nếu con có láu ăn, khá để con dao nơi họng con. Chớ thèm món ngon của người vì là vật thực phỉnh gạt. Con chớ chịu vật vả đặng làm giàu, khá thôi nhờ cậy khôn ngoan riêng của con. Con há liếc mắt vào sự giàu có sao? Nó đã chẳng còn nữa rồi vì nó quả hẳn có mọc cánh và bay lên trên trời như chim ưng vậy chớ ăn bánh của kẻ có mắt gian ác và đừng tham muốn những món ngon của hắn vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy hắn nói với con rằng hãy ăn uống đi nhưng lòng hắn chẳng hiệp cùng con miếng con đã ăn con sẽ mửa ra và mất những lời hòa mỹ của con chứa nói và lỗ tai kẻ ngu muội vì nó sẽ khinh dễ sự khôn ngoan của các lời con chớ dời đi mộc giới cũ đừng vào trong đồng ruộng của kẻ mồ côi vì đấng cứu chuộc của họ vốn quyền năng sẽ binh vực sự cáo tụng của chúng nó nghịch với con hãy chuyên lòng về sự khuyên dạy và lắng tai nghe các lời tri thức chớ tha sửa phạt trẻ thơ dầu đánh nó bằng roi vọt nó chẳng chết đâu khi con đánh nó bằng roi vọt, ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Hỡi con, nếu lòng con khôn ngoan, thì lòng ta cũng sẽ được vui mừng. Phải, chính ruột gan ta sẽ hớn hở khi miệng con nói điều ngay thẳng. Lòng con chứ phân bì với kẻ hung ác, nhưng hàng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va vì quả hẳn có sự thưởng thiện và sự trông đợi của con sẽ chẳng thành ra luống công hỡi con hãy nghe và trở nên khôn ngoan khá dẫn lòng con vào đường chính chớ đồng bọn cùng những bợm rượu hoặc với những kẻ láo ăn vì bợm rượu và kẻ láo ăn sẽ trở nên nghèo còn kẻ ham ngủ sẽ mặc rách rưới hãy nghe lời cha đã sinh ra con chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu hãy mua chân lý sự khôn ngoan sự khuyên dạy và sự thông sáng chớ hề bán đi cha người công bình sẽ có sự vui vẻ lớn và người nào sinh con khôn ngoan sẽ khoái lạc nơi nó ước gì cha và mẹ con được hớn hở vì người đã sinh con lấy làm vui mừng hỡi con hãy dâng lòng con cho cha và mắt con khá ưng đẹp đường lối của cha vì kỹ nữ vốn là một cái hố sâu và dâm phụ là một cái hầm hẹp nàng đứng rình như một kẻ trộm làm cho thêm nhiều kẻ gian tà trong bọn loài người ai bị sự hoạn nạn ai phải buồn thảm ai có sự tranh cạnh ai than siết ai bị thương tích vô cớ ai có con mắt đỏ tất những kẻ nán trễ bên rượu đi nếm thứ rượu pha chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly và tuôn chảy dễ dàng. Rốt lại nó cắn như rắn, chít như rắn lục. Hai mắt con sẽ nhìn người dâm phụ và lòng con sẽ nói điều gian tà. Thật, con sẽ như người nằm giữa đáy biển, khác nào kẻ nằm trên chót cột buồm vậy. Con sẽ nói rằng, người ta đập tôi nhưng tôi không đau, người ta đánh tôi xong tôi không nghe biết khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ trở lại tìm uống nó nữa. Chương 14 Hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương. Cũng hãy ước ao các sự ban cho thiên liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu. Ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình. Xong kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả. Xong tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa để cho hội thánh được gây dựng. Hỏi anh em, Ví bằng tôi đến cùng anh em nói các thứ tiếng lạ mà lời nói tôi chẳng tỏ sự kiến nhiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy thì ít gì đến anh em. Vậy, dẫu vật không linh tánh phát ra tiếng như ống tiêu, đờn cầm. Nếu không có âm điệu phân biệt nhau, thế nào nhận biết được ống tiêu hay là đờn cầm thổi và khải cái chi? Lại nếu kèn trỗi tiếng lộn xộn thì ai sửa soạn mà ra trận? Anh em cũng vậy. Nếu dùng lưỡi nói chẳng rõ ràng cho người ta nghe, thì làm sao họ được biết điều anh em nói? Vì anh em nói bông lông. Trong thế gian này có lắm thứ tiếng, mỗi thứ đều có nghĩa. Vậy, nếu tôi chẳng biết nghĩa của tiếng nói đó, thì người nói tiếng đó sẽ coi tôi là mọi, và tôi cũng coi họ là mọi nữa. Ấy vậy, vì anh em nôn nã ước ao các sự ban cho thiên liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Bởi đó, kẻ nói tiếng lạ, hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn. Bằng không, nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, thì người tầm thường ngồi nghe, chẳng hiểu ngươi nói gì. Thế nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp lại rằng Amen được? Thật vậy, lời chúc tạ của ngươi vẫn tốt lành, song kẻ khác chẳng nhờ đó mà được gây dựng. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Nhưng thà tôi lấy năm lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh, để được dạy bảo kẻ khác hơn là lấy một vạn lời bằng tiếng lạ. Hỏi anh em, về sự khôn sáng, chứa nên như trẻ con. Nhưng về sự gian ác, thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về sự khôn sáng, hãy nên như kẻ thành nhân. Trong luật pháp có chép rằng, Chúa phán, ta sẽ nhờ những người nói tiếng lạ và môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân này. dầu vậy, họ cũng chẳng nghe ta. Thế thì, các thứ tiếng là một dấu chẳng cho người tin Chúa, Xong cho người chẳng tin. Còn như lời tiên tri là một dấu chẳng phải cho người không tin, Xong cho người tin Chúa. Vậy, khi cả hội thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ, mà có kẻ tầm thường hoặc người chẳng tin vào nghe, họ há chẳng nói anh em là điên cuồng sao? Xong, nếu ai nấy đều nói tiên tri, mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi người bắt phục và bị mọi người xét đoán. Sự kín dấu trong lòng họ đã tỏ ra. Họ bèn sấp mặt xuống đất, thờ lại Đức Chúa Trời và nói rằng, Thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em. Hỏi anh em, nên nói thế nào? Khi anh em nhóm lại với nhau, trong anh em ai có bài ca hoặc bài giảng dạy hoặc lời tỏ sự kín nhiệm hoặc nói tiếng lạ hoặc giải tiếng lạ chăng? Hãy làm hết thảy cho được gây dựng. Ví bằng có người nói tiếng lạ, chỉ nên hai hoặc ba người là cùng. Mỗi người phải nói theo lượt mình và phải có một người thông giải. Nếu không có ai thông giải, thì người đó phải làm thinh ở trong hội thánh. Mình nói với mình và với Đức Chúa Trời. Người nói tiên tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi. Còn những kẻ khác thì suy xét. Xong, nếu một người trong bọn người ngồi có lời tỏ sự kín nhiệm, thì người trước nhất phải nín lặng. Bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn. Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri. Và Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả hội thánh của các thánh đồ đàn bà phải nín lặng trong đám hội của anh em họ không có phép nói tại nơi đó nhưng phải phục tùng cũng như luật pháp dạy nhược bằng họ muốn học khôn điều gì thì mỗi người trong đám họ phải hỏi chồng mình ở nhà bởi vì đàn bà nói lên trong hội thánh là không hiệp lẽ có phải là đạo đức chúa trời ra từ nơi anh em hoặc chỉ đến cùng anh em mà thôi chăng nếu ai tưởng mình là tiên tri hay là được đức thanh linh soi sáng thì người ấy hãy biết rằng điều tôi viết cho anh em đây là mạng lệnh của Chúa. Mà nếu ai muốn bỏ qua, thì mặc họ bỏ qua. Ấy vậy, hỏi anh em, hãy trông mong ơn nói tiên tri, và đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ. Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự. Chương 25 Binh Đác người sua bèn đáp rằng quyền quản trị và sự sợ hãi thuộc về chúa ngài khiến hòa bình trong các nơi cao của ngài ai cai được số của đạo binh chúa có ai mà ánh sáng ngài không chói đến sao làm sao loài người được công bình trước mặt đức chúa trời kẻ nào bị người nữ sinh ra sao cho là trong sạch được kìa mặt trăng không chiếu sáng các ngôi sao chẳng tinh sạch tại trước mặt Ngài thay. Phương chi loài người vốn giống như con sâu và con cái loài người giống như một con dòi bọ. Chương 26 Gióp cất tiếng đáp rằng Ngươi đã phù trợ kẻ không quyền giường nào, tiếp cứu cánh tay chẳng sức lực, khuyên luận kẻ vô tri và tỏ biết bao sự khôn sáng chân thật người đã giảng luận cho ai linh hồn của ai bởi ngươi mà ra kẻ qua đời run rẩy dưới nước lớn và muôn vật ở đó cũng vậy âm phủ bày lộ ra trước mặt đức chúa trời và vực sâu không màng che khuất chúa trải bắt cực ra trên vùng trống treo trái đất trong khoảng không không ngài ém nước trong các án mây ngài mà án mây không bước ra vì nước ấy Ngài che khuất bề mặt của ngai Ngài và trải mây Ngài ở trên nó. Ngài đã vẽ một vòng tròn trên mặt nước cho đến nơi giới cực của ánh sáng và tối tăm giáp nhau. Những trụ của các tầng trời rúng động và sững sờ khi Đức Chúa Trời hăm dọa. Ngài lấy quyền năng mình mà khiến biển dậy lên và nhờ sự khôn ngoan mình mà đánh vỡ ra háp thần Chúa điểm trang các từng trời. Tay Chúa đấm lũng rắn thoảng qua lẻ. Kìa, ấy chỉ là biên giới của các đường lối ngài. Ta được nghe tiếng nói về Chúa sầm xì nhỏ thay. Nhưng ai hiểu rõ tiếng sống của quyền năng ngài? Cảm ơn Chúa lời của ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn ngài. Mỗi ngày mỗi ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này con nguyện huyết báo của Chúa Jesus quyết thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gồ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài con nguyện thánh linh đức chúa trời đổ đầy đầy dẫy con chúa ơi những bông trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương sự vui mừng bình an nhị nhục nhân từ hiền lành trung tín mềm mại tiết độ đầy dẫy trên con con xin chúa thêm sức mới thêm đức tin cho con xin chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày con cảm ơn chúa con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi đức chúa trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.